Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài quá trình dịch mã, hay còn gọi là quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide. Mục tiêu của bài học là sau khi học xong bài này, các bạn cần phải mô tả được cái quá trình dịch mã nó là gì, phân biệt được cái quá trình dịch mã giữa tế bào prokaryote và tế bào eukaryote, tức là giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Mục tiêu thứ ba là phải trình bày được một số cái ví dụ về quá trình điều hòa cái hoạt động tổng hợp protein, tức là tổng hợp chuỗi polypeptide đó. Thì trước khi vào bài, mình ôn lại một số cái kiến thức của bài trước. Thì như các bạn đã biết á, mỗi một cái ARN thông tin, mỗi ARN thông tin nó sẽ mang thông tin di truyền, nó quy định trình tự các axit amin trên chuỗi polypeptide. Chuỗi polypeptide tức là protein ở cấu trúc bậc 1 các bạn. Chuỗi polypeptide nó là gì? Nó là các cái axit amin nó liên kết với nhau bằng liên kết peptide, thì mình gọi nó là chuỗi polypeptide. Như vậy trình tự các axit amin này là như thế nào, số lượng là bao nhiêu, axit amin nào ở vị trí thứ nhất, axit amin nào ở vị trí thứ hai, axit amin nào ở vị trí thứ ba, thì nó sẽ được quy định bởi cái trình tự nucleotide ở trên ARN thông tin. Rồi, cấu trúc của một ARN thông tin trưởng thành đó thì nó sẽ bao gồm 3 phần. Cái phần thứ nhất ở đầu 5' không mã hóa, một cái đoạn ở giữa gọi là cái phần mã hóa nè, cái phần tham gia vào quá trình dịch mã nè, đó gọi là khung độc mở. Cái phần thứ ba gọi là phần ở đầu 3' không mã hóa. Trong cái khung độc mở này á, thì có 3 cái mà các bạn cần nhớ. Thứ nhất, khung độc mở này nó bắt đầu bằng bộ 3 AUG. Rồi nó tiếp theo là các bộ 3 mã hóa cho các axit amin tiếp theo. Và kết thúc của cái khung độc mở này chính là một trong 3 bộ 3 kết thúc. Khi quá trình dịch mã diễn ra, cái quá trình dịch mã hôm nay mình học nè, nó diễn ra đó thì sao? Ribosome nó sẽ bám vào cái đầu 5' trước và nó dò cho đến khi nào nó gặp bộ 3 mở đầu thì nó bắt đầu tiến hành cái quá trình dịch mã. Và nó dịch mã cho đến khi nào nó gặp bộ 3 kết thúc. Gặp bộ 3 kết thúc thì nó sẽ kết thúc quá trình dịch mã. Ở tế bào prokaryote, tức là ở tế bào nhân sơ đó, mình gọi nó là polycystronate mRN, tức là ARN thông tin ở tế bào nhân sơ đó, nó chứa thông tin di truyền để tổng hợp nhiều chuỗi polypeptide khác nhau. Thì các bạn nhìn hình minh họa nè, đây là một ARN thông tin trưởng thành ở tế bào nhân sơ, thì nó cũng có cái phần đầu 5' không mã hóa, sau đó tiếp theo nó lại tới một cái vùng mã hóa cho cái protein thứ nhất, rồi xen kẽ nó là vùng mã hóa cho protein thứ hai, rồi vùng mã hóa cho protein thứ ba. Rồi cuối cùng nó kết thúc bởi cái đầu 3' không mã hóa. Đây là một ví dụ ha, chứ không phải lúc nào là ARN thông tin ở tế bào nhân sơ nó luôn luôn là có 3 cái gen mã hóa cho 3 protein nha. Nó có thể là 1, có thể là 2, có thể là 3, có thể là 4, có thể là 5, thì tùy. Đây là ví dụ thôi. Còn ở tế bào nhân thực thì sao? Tế bào nhân thực mình gọi nó là monocystronate mRN, tức là ở sinh vật eukaryote, tế bào nhân thực đó, thì ARN thông tin trưởng thành nó chỉ chứa thông tin di truyền của một gen thôi, tức là nó mã hóa cho một chuỗi polypeptide mà thôi. Rồi, cụ thể hơn, ở ARN thông tin trưởng thành của tế bào nhân thực thì nó ở đầu 5' nó có một đoạn không mã hóa, phần ở giữa là khung độc mở này nè, nó sẽ mã hóa cho một cái protein tương ứng, chỉ một thôi nha. Rồi ở đầu 3' này nó lại một đoạn không mã hóa. Và ở tế bào nhân thực á, đầu 5' nó còn có một cái gì nữa các bạn, bài trước mình học rồi. Đó chính là cái 7-metin-guanosin ở đầu 5', và ở cái đuôi 3' nó có một cái poly-A, tức là adenine, nó khoảng từ 100 cho đến 300 adenine như thế này. Này là ôm lại bài trước thôi nha. Rồi nói về mã di truyền thì bài trước mình học rồi. Mã di truyền là tổ hợp 3 nucleotide liên tiếp, nó quy định nó mã hóa cho một acid amin, gọi nó là một cái mã bộ 3 hay gọi là cô đông á. Mình có tất cả 4 loại nucleotide là AUGC. Nếu mình xét ở trên ARN thông tin đó thì là AUGC, còn nếu mà xét ở trên ADN thì nó là ATGC. Thì mình có 4 loại nu như vậy thì nó sẽ tương ứng tạo ra 64 bộ 3. 64 bộ 3 này á, trong đó có 61 bộ 3 mã hóa cho 20 axit amin, và có 3 bộ 3 thì nó không mã hóa cho axit amin nào hết. Thì đặc điểm của mã di truyền thứ nhất đó là mã bộ 3. Nó có tính đặc hiệu. Tính đặc hiệu là gì vậy? Tức là mỗi một bộ 3, mỗi một cô đông đó, nó chỉ mã hóa cho một loại axit amin.
tính phổ biến có nghĩa là cái mã di truyền này nè, nó phổ biến cho hầu hết các cái loài sinh vật luôn. Tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một acetamin. Đây là mình ôm lại bài trước đó. Đây là bản mã di truyền ha. Thì trong bản mã di truyền này á, thì thầy yêu cầu các bạn mình học bốn cái bộ ba đặc biệt. Thứ nhất là bộ ba AUG, mã hóa cho methionine. Ba bộ ba kết thúc là UAA, UAG và UGA, không mã hóa cho acetamin nào hết. Còn các bộ ba còn lại thì các bạn cũng không cần phải nhớ nha, đi thi thầy sẽ cho. Rồi, ở đây có một cái hình minh họa cho các cái quá trình phiên mã và dịch mã. Thời đầu tiên, cái sợi trên đây là cái sợi ADN, sợi kép nha, sợi sắn kép như thế này. Thì trên ADN nó chứa rất là nhiều gen, rất là nhiều gen. Cụ thể ADN ở người mình, ví dụ đi, nó có tới 30 cho tới 50 ngàn gen như vậy lận. Rất rất là nhiều gen nha. Rồi, khi mà phiên mã xảy ra thì trên một đoạn này nè, một đoạn của ADN thôi, nó sẽ được tiến hành phiên mã. Phiên mã để tạo ra cái ARN thông tin. Và khi phiên mã thì các bạn biết á, là chỉ có một cái sợi trên ADN. ADN của mình là sợi kép mà. Thì khi phiên mã chỉ có một trong hai sợi tham gia vào cái quá trình phiên mã thôi. Thì đó chính là cái sợi có chiều 3' đến 5'. Khi phiên mã xảy ra thì ARN polymerase nó sẽ tới, nó bám vào cái mạch khuôn này và nó di chuyển theo chiều 3' đến 5' trên mạch khuôn để nó tổng hợp ra sợi ARN thông tin có chiều là 5'3'. Và tổng hợp này là cái gì? Là nó chỉ đơn giản là lấy những cái nucleotide tự do có sẵn trong môi trường tế bào đó, nó sẽ gắn bổ sung với cái nucleotide ở trên cái mạch khuôn, bổ sung và nó hình thành cái liên kết phosphodiester giữa các cái nucleotide này với nhau, ví dụ như U với G, rồi G với R, rồi G với U, rồi U với U, nó tương tự như vậy, nó theo cái chiều 5'3'. Thì đã xong được cái ARN thông tin. Hôm nay mình sẽ học cái bài dịch mã. Dịch mã tức là cái quá trình tổng hợp protein nè. Thì nó sẽ xem từng cái cô đông ở trên ARN thông tin này là cái gì. Mà ribosome tức là bào quang tổng hợp protein đó. Nó sẽ lấy cái acid amin tương ứng tới, nằm đúng vị trí tương ứng với cái cô đông nằm ở trên ARN thông tin này nè. Rồi sau khi nó biết, ví dụ như là cái cô đông là UGG, mã hóa cho tryptophan, thì nó sẽ kêu là ARN vận chuyển tryptophan đúng tới vị trí này, nằm yên chỗ này đợi. Rồi sau đó ribosome nó lại dịch chuyển tới một bước, tức là tới cái cô đông tiếp theo, ví dụ như là UUU. Thì UUU này nó mã hóa cho phenylalanine, alanine. Thì nó lại kêu thằng ARN vận chuyển đó, nó vận chuyển phenylalanine, alanine tới, nằm đúng vị trí này. Rồi ribosome nó sẽ xúc tác hình thành liên kết peptide giữa acid amin tryptophan trước nè, với lại phenylalanine, alanine mới được mang tới. Rồi xong rồi sao? Thì ribosome lại dịch chuyển tới một cô đông tiếp theo, ví dụ như là GGC. GGC thì mã hóa cho lysine, thì lysine được ARN vận chuyển tới. Rồi ribosome lại xúc tác hình thành liên kết peptide giữa cái phenylalanine đằng trước nè với lysine, lysine mới vừa được mang tới. Và quá trình này nó cứ tiếp tục. Tiếp tục như vậy thì cái chuỗi amino acid hay gọi là cái chuỗi polypeptide này nè, nó sẽ được nó dài ra theo cái chiều là 5' đến 3' trên ARN thông tin. Như vậy quá trình dịch mã nãy giờ thầy cũng có nhắc một vài lần đó ha. Nó sẽ là xảy ra tại ribosome. Tức là ribosome là cái bào quang để mà tổng hợp protein. Cái quá trình tổng hợp protein hay gọi là quá trình dịch mã này nè, chúng ta còn gọi nó là quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide. Tại vì sao? Tại vì á, trong cái chuỗi protein này nè, nó là các cái acid amin nó liên kết với nhau bằng liên kết peptide. Và nguyên một cái chuỗi như vậy đó, nó có rất nhiều liên kết peptide. Do đó người ta đặt tên cho cái chuỗi này nè là chuỗi polypeptide. Rồi, sau khi được phiên mã tại nhân, ARN thông tin sẽ mang thông tin di truyền đến ribosome để mà tổng hợp protein. Thì cái câu phát biểu này người ta đang nói cho tế bào nhân thực nha các bạn. Tại vì tế bào nhân sơ nó không có nhân. Cho câu này mà người ta đã nói là gì? Sau khi được phiên mã tại nhân, có nghĩa là đang nói ở tế bào nhân thực, thì ARN thông tin nó mang các cái thông tin di truyền đến ribosome để mà tổng hợp protein. Thông tin di truyền là gì? Thông tin di truyền tính chính là số lượng và trật tự sắp xếp các nucleotide. Cái thông tin di truyền này lấy ở đâu? Nó lấy trên sợi khuôn của ADN, và nó sẽ được photo, nó được sẽ chuyển sang ARN thông tin.
và ribosome nó sẽ đọc cái thông tin ở trên ARN thông tin này nè, mà nó tổng hợp ra một cái chuỗi polypeptide tương ứng, mình gọi nó là cái quá trình tổng hợp protein. Khi quá trình dịch mã này kết thúc thì ARN thông tin nó sẽ được giải phóng ra khỏi ribosome và bị phá hủy. Bị phá hủy vì các enzyme tới phá hủy cắt nhỏ cái sợi ARN thông tin này ra thành những đoạn ngắn hơn, hoặc là thành các nucleotide tự do luôn. Và khi nào tế bào cần thì nó lại được mang tới và tham gia quá trình dịch mã. Ribosome có thể kết hợp với bất kỳ cái ARN thông tin nào và cũng như là tất cả các loại ARN vận chuyển luôn. Câu này có nghĩa là sao? Thì ví dụ như cái quá trình làm bánh đi ha. ADN của mình là một cái quyển sách gốc, trong đây nó chứa rất là nhiều cái công thức để làm bánh, rất nhiều quy trình để làm bánh. Và ví dụ như ở người mình có 30 cho tới 50 ngàn gen đi, vậy thì mỗi một cái gen đó sẽ là một cái công thức để mà làm bánh. Thì ADN của mình là một quyển sách gốc chứa 30 cho tới 50 ngàn cái công thức làm bánh như vậy. Và khi phiên mã xảy ra, phiên mã tức là gì? Phiên mã tức là chuyển cái mã từ ADN, tức là từ cái quyển sách gốc đó sang ARN thông tin, tức là sang cái quyển sách photon. Còn ribosome là cái gì? Ribosome mình coi như đó là một cái người thợ làm bánh. Được chưa? Như vậy một người thợ làm bánh này nè có thể kết hợp với bất kỳ cái ARN thông tin nào, có nghĩa là sao? Có nghĩa là một người thợ làm bánh này có thể đọc bất kỳ cái công thức làm bánh nào, bất kỳ quyển sách photo của công thức làm bánh nào người ta cũng thì người thợ làm bánh đó cũng có thể là làm bánh được. Một ribosome có thể sử dụng để sản xuất nhiều chuỗi polypeptide khác nhau. Ý câu này là như vậy ha. Tức là một người thợ làm bánh có thể làm ra nhiều loại bánh khác nhau, chỉ cần có công thức làm bánh thôi là họ cứ việc đọc theo công thức đó và họ làm. Vậy thì mình xem ribosome nó có cấu tạo như thế nào. Như vậy ribosome á, nó sẽ cấu tạo của nó gồm hai cái tiểu đơn vị nha. Một gọi là tiểu đơn vị nhỏ, hai gọi là tiểu đơn vị lớn. Cái này là người ta dựa vào kích thước thôi. Kích thước của nó nhỏ gọi là tiểu đơn vị nhỏ, kích thước lớn gọi là tiểu đơn vị lớn. Thì mỗi tiểu đơn vị lớn, tiểu đơn vị nhỏ này nè, nó cấu tạo cũng gồm hai thành phần chính, một là protein, còn hai là ARN ribosome. Thì trong chương trình sinh học phân tử dược của mình á, thì các bạn chỉ học đại khái sơ sơ và giúp thầy là được rồi, không cần phải nhớ kỹ ARN ribosome nào, rồi bao nhiêu phân tử protein chỉ bất công, chỉ nhớ sơ sơ thôi. Ribosome gồm hai tiểu đơn vị nhỏ và tiểu đơn vị lớn. Cấu tạo của ribosome nó được hình thành bởi protein và ARN ribosome. Và các bạn biết á, khi mà không tổng hợp protein, tức là chưa có cần tham gia vào quá trình dịch mã đó, thì các cái đơn vị này nè, hai cái đơn vị này nè, nó sẽ tồn tại tách rời nhau. Tức là tiểu đơn vị nhỏ nằm ở một nơi, tiểu đơn vị lớn nằm ở một nơi. Khi mà cần tổng hợp protein đó, thì quá trình phiên mã để tạo ra ARN thông tin nó sẽ được diễn ra. Và khi có ARN thông tin rồi, thì tiểu đơn vị nhỏ của ribosome nó sẽ tới nó gắn vào cái ARN thông tin này và nó sẽ thu hút tiểu đơn vị lớn tới kết hợp lại thành một cái ribosome hoàn chỉnh. Lúc đó sự dịch mã bắt đầu. Thì lát nữa tới quy trình dịch mã thầy sẽ nói kỹ hơn nha. Rồi tiếp tục là chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cái cấu trúc của cái tiểu đơn vị này. Tiểu đơn vị nhỏ thì không nói ha, giờ quan trọng là tiểu đơn vị lớn thôi. Như vậy tiểu đơn vị lớn của ribosome á, cái cấu tạo của nó gồm ba cái vị trí mà các bạn cần phải nhớ giúp thầy. Ba vị trí đó là cái gì? Là thứ nhất là A, vị trí A. Đây là cái vị trí tiếp nhận ARN vận chuyển mang axit amin tương ứng tới. Vị trí B là cái vị trí giữ cái chuỗi polypeptide đang tổng hợp. Vị trí E là vị trí các ARN vận chuyển tới làm mang axit amin tới rồi, làm xong nhiệm vụ rồi thì nó sẽ được chuyển sang vị trí E và nó thoát ra bên ngoài và nó tiếp tục cái công việc vận chuyển của nó. Và các bạn nhìn cái hình ở đây giúp thầy. Đây, cái sợi màu đỏ đỏ ở giữa đây có chiều 5 phẩy rồi 3 phẩy, đây chính là cái sợi ARN thông tin. Khi hoạt động thì sao? Tiểu đơn vị lớn nằm là cái tiểu đơn vị thầy vẽ ở trên này ha, tiểu đơn vị nhỏ nằm dưới. Ba vị trí A, B, E và nó sẽ nằm đúng theo thứ tự này luôn nha các bạn. Đầu 5 phẩy nè ha, nó sẽ gần vị trí E hơn, vị trí B nó nằm ở giữa. Rồi vị trí A nó sẽ gần cái đầu 3 phẩy hơn.
Như vậy cái quá trình tổng hợp protein, tức là quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide đó, nó diễn ra như thế nào? Các bạn nhìn cái phức hợp nè, cái phức hợp khởi động đầu tiên, thì cái quá trình hình thành phức hợp đầu tiên này nè, một lát nữa thầy sẽ nói. Nhưng mà cái phức hợp này nè, nó hình thành rồi nó có đặc điểm gì? Rồi nó có đặc điểm như thế này. Cái vị trí A nó sẽ còn trống. Vị trí A của ribosome á, nó sẽ còn trống. Vị trí B nó sẽ chứa ARN vận chuyển cho axit amin đầu tiên, mà axit amin đầu tiên luôn luôn là methionine rồi. Rồi vị trí E là nó sẽ còn trống. Và các bạn lưu ý nha, cái đầu này chính là cái đầu 5 phẩy của ARN thông tin nè. Còn cái đầu bên đây là đầu 3 phẩy. Cái chỗ này nè, cái chỗ vị trí mà methionine đứng nè ha, là do ARN vận chuyển, nó có cái anti-codon nó khớp được với cái codon AUG ở trên ARN thông tin. Đây chính là phức hợp khởi động. Cái việc hình thành phức hợp khởi động này lát thầy nói nha. Bây giờ quá trình tổng hợp cái chuỗi polypeptide diễn ra như thế nào? Thì các bạn thấy nè, khi mà có được phức hợp khởi động này rồi thì vị trí A nó sẽ còn trống. Như vậy á thì ribosome nó sẽ kiểm tra xem vị trí A này nè, vị trí A này nó là bộ ba nào, nó là codon nào, nó mã hóa cho axit amin nào. Rồi. Và nó sẽ kêu ARN vận chuyển đúng axit amin nó tới. Vận chuyển đúng tới là sao? Là ở bài trước thầy nói rồi đó, ARN vận chuyển á, nó vận chuyển axit amin tới đúng vị trí là do trên ARN vận chuyển nó có cái bộ ba đối mã, tức là anti-codon đó, nó tới nó khớp được vào cái codon, cái codon nằm ở trên ARN thông tin này nè, nó tới nó khớp được vào đây và nó mang axit amin tương ứng tới. Sau khi nó tới vào được vị trí A này rồi thì tiểu đơn vị lớn của ribosome á, nó bắt đầu nó thực hiện chức năng xúc tác của nó. Nó xúc tác để cho hai phản ứng xảy ra. Phản ứng thứ nhất á, là phản ứng hình thành liên kết peptide giữa axit amin thứ nhất với axit amin thứ hai mới vừa được mang tới. Đồng thời nó xúc tác xảy ra thêm một phản ứng nữa là gì? Là cái phản ứng cắt đứt liên kết giữa axit amin thứ nhất với cái ARN vận chuyển thứ nhất. Rồi như vậy hai phản ứng xảy ra nha. Hai phản ứng xảy ra thứ nhất là gì? Là xúc tác hình thành liên kết peptide giữa axit amin thứ nhất với axit amin thứ hai. Và phản ứng thứ hai là cắt đứt liên kết giữa axit amin thứ nhất với ARN vận chuyển thứ nhất. Thì các bạn sẽ được cái hình bên đây, hình bên phải nè. Rồi sau khi được hình bên phải này rồi thì các bạn hãy tưởng tượng với thầy, ARN thông tin là cái đường nằm ở giữa nè, nó là cố định ở một chỗ nha. Rồi thì tiếp theo thì ribosome nó sẽ dịch chuyển tới một bước. Dịch chuyển tới một bước có nghĩa là sao? Có nghĩa là dịch chuyển về cái đầu 3 phẩy. Về cái đầu 3 phẩy, tức là theo cái hình mà các bạn nhìn thấy nè, thì nó sẽ là dịch chuyển từ bên trái qua bên phải. Rồi nhưng mà trong không gian thì các bạn không biết là trái phải trái gì đâu. Nhưng mà các bạn phải biết là nó sẽ dịch chuyển về cái đầu 3 phẩy, tính theo cái mốc là ARN thông tin. Rồi nhưng mà cái ribosome này nó dịch chuyển nha, chỉ một mình nó dịch chuyển thôi, tức là tiểu đơn vị lớn, tiểu đơn vị nhỏ của nó dịch chuyển thôi. Còn ARN vận chuyển nè, ARN vận chuyển cho nó mang cái axit amin tới nè, do nó gắn bổ sung với ARN thông tin rồi, do đó nó cũng sẽ nằm yên một chỗ, chỉ có ribosome dịch chuyển tới một bước thôi. Một bước của nó chính là một codon, một bộ ba đó. Và khi nó dịch chuyển tới một bước thì các bạn sẽ thấy được cái hình tiếp theo. Đây là gì? Các bạn có thấy nè, cái ARN vận chuyển số 2 lúc đầu á thì nó đang nằm ở vị trí A đúng chưa? Còn ARN vận chuyển số 1 nó nằm ở vị trí B, vị trí nằm ở giữa nè. Ribosome bây giờ nó dịch chuyển tới một bước, dịch chuyển về tới bên phải rồi. Thì có phải ARN vận chuyển thứ nhất nó sẽ nằm ở vị trí E của ribosome hay không? Rồi ARN vận chuyển số 2 nó sẽ nằm ở vị trí B. Rồi vị trí A của ribosome nè nó sẽ trống. Cái này các bạn chịu khó tạm dừng video và các bạn hình dung lại nha.
sau khi hình dung xong rồi đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ được cái hình ở bên dưới đây. Chờ, hình bên dưới đây. Đây, ARN vận chuyển thứ nhất nằm ở vị trí E. ARN vận chuyển số 2 nằm ở vị trí B. Và vị trí A nó sẽ trống. Được chưa? Rồi, tiếp theo thì việc gì xảy ra? Thì vị trí E này nè, đó, ARN vận chuyển này coi như là nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nó sẽ được ribosome, nó cắt đứt liên kết hydro giữa cái anticodon ở trên ARN vận chuyển với cái codon trên ARN thông tin nè, và đẩy ARN vận chuyển này ra ngoài, và nó trở thành ARN vận chuyển tự do, và nó tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ của nó, khi nào cần thì nó lại tới. Rồi. Vị trí B là chứa ARN vận chuyển số 2, và cái chuỗi polypeptide của mình đã được hai axit amin rồi các bạn. Axit amin thứ nhất màu xanh dương, axit amin số 2 màu xanh lá cây. Chưa? Nó gắn vào ARN vận chuyển số 2. ARN vận chuyển số 2 á, thì nó khớp với cái codon tương ứng trên ARN thông tin và nó nằm ở vị trí B. Vị trí A là trống. Chưa? Như vậy vị trí A trống này nè, thì nó sẽ xem vị trí trống này nó tương ứng với cái codon nào trên ARN thông tin, và nó sẽ kêu cái thằng ARN vận chuyển có anticodon tương ứng đó, nó sẽ tới, nó khớp vào đúng cái vị trí A đang trống này, khớp vào. Và khi nó tới, nó sẽ mang theo acid amin tương ứng tới. Và khi nó tới vào vị trí A này thì ribosome nó lại xúc tác hai phản ứng nữa. Hai phản ứng là gì? Thứ nhất là hình thành liên kết peptide giữa acid amin số 2 với acid amin số 3 mới vừa được mang tới. Được chưa? Đồng thời cắt đứt liên kết giữa acid amin số 2 này nè với thằng ARN vận chuyển số 2. ARN vận chuyển số 2. Rồi, được chưa? Đó. Tiếp tục xong được hai phản ứng đó rồi, ribosome nó lại dịch chuyển tới một bước, tức là dịch chuyển về cái đầu 3 phẩy đó, về cái đầu 3 phẩy đó. Một bước tức là một codon. Và khi dịch chuyển tới một bước như vậy thì sao? Thì ARN vận chuyển số 2 nè, nó cắt đứt liên kết với cái acid amin số 2 rồi đúng không? Nó sẽ nằm ở vị trí E. Rồi ARN vận chuyển này nè, lúc đầu nó vị trí A đúng không? Nhưng mà do ribosome nó dịch chuyển tới một bước rồi thì nó lại nằm ở vị trí B. Và vị trí A này lại tiếp tục trống. Và trống như vậy đó thì sao? Thì ARN vận chuyển tương ứng có anticodon tương ứng với cái codon ở vị trí A đang trống đó, nó sẽ mang acid amin tiếp theo thôi. Và quá trình như vậy nó cứ tiếp tục. Mỗi một lần nó di chuyển tới một bước, tức là một codon, thì cái chuỗi polypeptide này nó lại dài ra thêm được một acid amin. Và nó dịch chuyển cho đến khi nào? Cho đến khi nào cái vị trí A này trống nè, mà nó tương ứng với bộ ba kết thúc, là có thể là UAA, UAG hoặc là UGA đó. Mà các bạn biết bộ ba kết thúc là gì? Nó không mã hóa cho acid amin nào hết. Tức là không có acid amin nào nó được ARN vận chuyển tới nữa. Lúc đó thì quá trình dịch mã nó kết thúc. Được chưa? Rồi, như vậy đó chính là cái quá trình dịch mã hôm nay chúng ta học. Các bạn có thể tua video lại, nghe lại thêm một lần nữa. Vừa nghe, vừa tưởng tượng trong đầu, vừa nhìn trên hình. Nhìn trên hình thì các bạn sẽ hình dung cái quá trình này nó dễ hơn. Rồi, như vậy quá trình dịch mã nó sẽ xảy ra theo 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn khởi động. Giai đoạn khởi động là tạo ra được cái phức hợp khởi động này nãy thầy nói các bạn nè. Thì lát nữa thầy sẽ nói kỹ hơn làm sao để tạo thành phức hợp khởi động này. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn nối dài. Nối dài tức là nãy thầy trình bày rồi. Kết thúc thầy cũng mới trình bày rồi luôn. Tức là khi nào cái vị trí A đó nó gặp cái bộ ba kết thúc thì cái quá trình dịch mã nó kết thúc. Ribosome nó sẽ dịch chuyển theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy. 5 phẩy đến 3 phẩy này là xét theo cái chiều của ARN thông tin. Rồi, như vậy quá trình khởi động nó diễn ra như thế nào? Đầu tiên, ARN thông tin sẽ gắn vào tiểu đơn vị nhỏ ở đầu 5 phẩy. Ở đây thầy sẽ nói ngược lại nha, Tiểu đơn vị nhỏ của ribosome nó sẽ tới, nó gắn vào cái đầu 5 phẩy của ARN thông tin. Thì nói kiểu nào cũng đúng nha các bạn. A gắn vào B thì tương ứng là B gắn vào A thì cũng như nhau thôi. Nhưng mà thầy sẽ nói ngược lại. Tức là tiểu đơn vị nhỏ của ribosome nó sẽ tới, nó bám vào cái đầu 5 phẩy của ARN thông tin. Khi nó bám vào cái đầu 5 phẩy của ARN thông tin rồi, bắt đầu nó sẽ chạy về cái đầu 3 phẩy. Nó chạy từ từ về đầu 3 phẩy của ARN thông tin. Nó chạy cho đến khi nào nó dừng? Nó chạy cho đến khi nào nó gặp bộ 3 mở đầu.
tức là bộ ba A, U, G thì nó dừng ở đó. Nó dừng ở đó, nó đợi. Được chưa? Thầy nhắc lại nha. Đầu tiên tiểu đơn vị nhỏ của ribosome nó tới, nó gắn vào cái đầu 5 phẩy của ARN thông tin. Nó gắn vào đầu 5 phẩy rồi bắt đầu nó sẽ di chuyển dọc theo ARN thông tin và dần dần về cái đầu 3 phẩy. Nó di chuyển từ 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 từ, nó dò tìm cho tới khi nào gặp bộ ba mở đầu AUG thì nó dừng ở đó. Nó dừng ở đó và nó đợi. Nó đợi cái gì? Nó đợi ARN vận chuyển mang methionine nè. Có bộ ba đối mã. Bộ ba đối mã nó khớp được với bộ ba AUG trên ARN thông tin. Nó tới nó gắn vào đây. Chưa? Rồi, nó tới nó gắn vào đây rồi. Sau đó tiểu đơn vị lớn của ribosome nó sẽ tới nó gắn vào tiểu đơn vị nhỏ, gắn vào ARN vận chuyển. Và đương nhiên nó gắn vào để nó hình thành được phức hợp khởi đầu. Nó gắn vào đúng vị trí để nó hình thành được phức hợp khởi đầu. Được chưa? Như vậy hình thành được phức hợp khởi đầu nó có đặc điểm gì? Nó có đặc điểm là tiểu đơn vị nhỏ nằm ở bộ 3 AUG. Bộ 3 AUG trên ARN thông tin này nè, nó sẽ khớp với bộ 3 đối mã trên ARN vận chuyển mang methionine. Tiểu đơn vị lớn tới nó gắn khớp vào, khớp vào sao cho cái ARN vận chuyển này nè, nó nằm đúng ngay vị trí B luôn, vị trí B. Vị trí A của tiểu đơn vị lớn á nó sẽ hướng về cái đầu 3 phẩy. Vị trí E nó sẽ hướng về cái đầu 5 phẩy. Như vậy là xong cái quá trình khởi động. Vậy thì quá trình khởi động thầy nhắc nhanh lại nha. Tiểu đơn vị nhỏ tới gắn vào đầu 5 phẩy trên trên ARN thông tin, di chuyển dần về hướng 3 phẩy cho đến khi nào gặp bộ 3 AUG, tức là bộ 3 mở đầu, thì nó dừng lại. Nó đợi ARN vận chuyển có cái anticodon tương ứng với cái AUG trên ARN thông tin nè, nó mang methionine tới. Rồi sau đó nó lại đợi tiếp tiểu đơn vị lớn nó tới, nó gắn vào để thành một phức hợp khởi động. Phức hợp khởi động này có đặc điểm là gì? Cái vị trí A nó hướng về đầu 3 phẩy, vị trí E hướng về đầu 5 phẩy, vị trí B là vị trí của ARN vận chuyển methionine. Như vậy là xong quá trình khởi động. Xong quá trình khởi động các bạn thấy nè ha. Đó, tiểu đơn vị nhỏ tới, dò bộ 3 mở đầu, ARN vận chuyển methionine tới. Rồi tiểu đơn vị lớn tới, tiểu đơn vị lớn tới nó khớp vào sao cho vị trí A hướng về đầu 3 phẩy, vị trí B chứa ARN vận chuyển methionine, vị trí E hướng về đầu 5 phẩy. Rồi, cái này rồi các bạn đọc thêm thôi ha, nó cũng tương tự như vậy. Nó chỉ khác nhau là cái gì? Thì các bạn thấy nè, ở tế bào nhân xơ đó thì cái methionine của nó không phải là methionine bình thường, mà nó chính là methionine nó đã được phọcmin hóa, tức là gắn vào cái nhóm phọcmin, gắn vào cái nhóm phọcmin viết tắt là F nhỏ methionine nè. Nó khác vậy thôi, nó sẽ khác ở cái tế bào nhân thực của mình là methionine bình thường, thì nó khác nhau điểm nhỏ vậy thôi. Rồi tiếp theo tới giai đoạn nối dài. Giai đoạn nối dài thì hồi nãy thầy nói rồi, bây giờ thầy sẽ nói lại dựa trên một cái hình này. Sau khi có phức hợp khởi động rồi thì nó sẽ xem ở vị trí A này là cô đông nào. Được chưa? Cô đông nào? Đó. Cô đông C, C, G. Thì ARN vận chuyển có cái anti cô đông tương ứng, nó khớp với C, C, G này. Cụ thể nè ha, G, G, C nó tới vào vị trí A. Tới vị trí A. Và khi nó tới nó sẽ mang theo cái acid amin tương ứng mà nó vận chuyển đó, tới. Khi nó mang tới rồi thì sao? Khi nó mang tới rồi thì ribosome nó mới xúc tác hai phản ứng này xảy ra. Hai phản ứng xảy ra là gì? Là hình thành liên kết peptide giữa cái methionine, tức là acid amin thứ nhất nè, với cái acid amin thứ hai vừa được mang tới. Đồng thời cắt đứt liên kết giữa cái acid amin thứ nhất, tức là methionine nè, với cái ARN vận chuyển thứ nhất. Thì sau khi hai phản ứng này xảy ra xong rồi thì cái việc gì xảy ra nữa? Thì ribosome nó sẽ dịch chuyển tới một bước. Đây, ribosome này nó sẽ dịch chuyển tới một bước. Dịch chuyển tới có nghĩa là dịch chuyển theo chiều 5,3 phẩy đó. Một bước có nghĩa là bao nhiêu? Một bước có nghĩa là một cô đông, tức là 3 nucleotide. Và khi nó dịch chuyển tới một bước như vậy thì có phải là cái ARN vận chuyển thứ nhất nào, vận chuyển methionine này nè, bây giờ nó sẽ nằm ở vị trí E. Chưa?
Rồi ARN vận chuyển số 2. Bây giờ nó sẽ nằm ở vị trí B. Và vị trí A sẽ là vị trí trống. Và nó trống thì nó sẽ xem cái cô đông này nè, cô đông này ở vị trí A đó nó là cái gì. Và nó sẽ thu hút ARN vận chuyển tiếp theo có anti cô đông, nó khớp được với cái cô đông này, và khi nó tới, nó thu hút tới thì nó đồng thời nó mang theo cái axit amin tiếp theo tới luôn. Tiếp theo tới, nó tới rồi thì ribosome lại xúc tác cho hai phản ứng xảy ra. Phản ứng xảy ra là gì? Hình thành liên kết peptide giữa axit amin mới tức là tyrosine này nè với axit amin số 2 tức là prolin. Hình thành liên kết peptide giữa hai này, đồng thời cắt đứt liên kết giữa cái prolin này nè, giữa cái axit amin số 2 nè với cái ARN vận chuyển số 2. Rồi, và như vậy thì nó lại di chuyển tới một bước tức là một cô đông đó. Và quy trình như vậy nó cứ diễn ra, làm cho cái chuỗi này, cái chuỗi polypeptide này nó cứ dài ra dần, cho đến khi nào vị trí A này nè, vị trí A nó tương ứng với cái cô đông kết thúc UAG, UGA, UAA đó, thì cái quá trình dịch mã nó sẽ kết thúc. ARN vận chuyển nó mang axit amin tiếp theo tới vào vị trí A, rồi ribosome nó lại xúc tác cái hình thành liên kết peptide giữa axit amin phía trước có sẵn đang vị trí B nè với cái axit amin mới vừa được mang tới, đồng thời cắt đứt liên kết giữa cái ARN vận chuyển đang vị trí B nè với cái axit amin đang vị trí B, rồi nó lại dịch chuyển tới một bước, vị trí A là trống, rồi axit amin mới nó lại được tiếp tục mang tới vị trí A. Bạn lại nhìn hình này lần nữa nha. ARN vận chuyển có anticodon khớp với cái codon trên ARN thông tin, mang axit amin thứ nhất tới. Rồi, xong rồi ribosome là dịch chuyển. Xem vị trí A là cái gì? Là GC. Thì cái ARN vận chuyển có anticodon CCG nó sẽ tới, nó khớp vào và nó mang cái axit amin tiếp theo tới. Mang axit amin tiếp theo tới thì nó lại hình thành liên kết peptide với lại cái axit amin đằng trước. Và đồng thời cái axit amin đằng trước rồi nè, nó sẽ được cắt bỏ cái liên kết với ARN vận chuyển của nó. Và nó sẽ ARN vận chuyển sau khi cắt bỏ liên kết với axit amin rồi, nó sẽ đẩy vào vị trí E và nó thoát ra ngoài. Và quá trình như vậy nó cứ tiếp tục. Quá trình nó tiếp tục như vậy thì cái chuỗi polypeptide này nó sẽ được nối dài ra dần. Đó, quá trình kết thúc khi mà cô đông kết thúc nó sẽ ở vị trí A. Thì khi nó ở vị trí A mà là cô đông kết thúc rồi thì không có axit amin nào được vận chuyển tới hết. Do đó quá trình dịch mã nó sẽ kết thúc. Rồi, có nhiều cái nhân tố tham gia vào quá trình kết thúc này lắm không? Nhưng mà mình thì học về sinh học phân tử mà chuyên về ngành dược thôi, do đó mình không có tìm hiểu sâu đây là các yếu tố gì. Nhưng mà cái ý này các bạn nhớ giúp thầy, cái mạch của cái chuỗi polypeptide hình thành đó, nó có cái đầu là cái đầu NH2, tức là cái đầu nó còn cái nhóm NH2 tự do chưa tham gia liên kết peptide đó, và cái đuôi của chuỗi polypeptide nó còn một cái nhóm COOH, nhóm carboxylic đó, COOH tự do. Như vậy đầu là tính từ đâu, còn đuôi là tính từ đâu? Và các bạn nhớ chỗ này nè, để chừng nữa thầy cho cái đề các bạn làm cho nó đúng. Cái đầu là được tính từ cái đầu 5 phẩy. Cái đầu 5 phẩy. Cái đầu 5 phẩy của ARN thông tin này nè, nó sẽ tương ứng với cái đầu mà còn cái nhóm NH2 tự do trên chuỗi polypeptide. Được chưa? Còn cái đầu mà tương ứng với cái 3 phẩy của ARN thông tin đó, nó sẽ là tương ứng với axit amin mà nó có cái nhóm COOH tự do. Cụ thể trên cái hình này nè, axit amin đầu tiên luôn luôn là methionine rồi. Thì cái methionine này nè, nó còn một nhóm NH2 tự do. Rồi, đây là axit amin thứ nhất. Tiếp theo, prolin axit amin thứ hai nè, tyrosine là axit amin số 3. Rồi tới alanin là axit amin số 4, rồi tới
leucine là axit amin số 5. Giả sử như cái chuỗi này nó chỉ có 5 axit amin thôi, thì axit amin leucine này nè là axit amin cuối cùng. Và axit amin cuối cùng này nó sẽ còn một nhóm COOH tự do. Như vậy cái đầu, cái đầu còn nhóm NH2 tự do, và cái đuôi là còn nhóm COOH tự do. Rồi ví dụ ở đây là một cái ARN thông tin ha, mã hóa cho một cái chuỗi polypeptide, mà chuỗi polypeptide này theo như minh họa thì nó chỉ có 6 axit amin thôi. AUG mã hóa cho methionine, rồi lại GGC mã hóa cho glycine, rồi tiếp tục ha, mã hóa cho serine, isoleucine, glycine, rồi alanine. Được chưa? Đó. Như vậy, đây là cái đầu 5 phẩy nha, cái đầu 5 phẩy trên ARN thông tin nè. Và tương ứng với axit amin số 1. Axit amin số 1 này nó còn một nhóm NH2 tự do. Rồi dần dần về đây là cái đầu 3 phẩy. Rồi tương ứng với axit amin cuối cùng sẽ còn một nhóm COOH tự do. Rồi, thầy có một cái bảng so sánh giữa cái quá trình dịch mã ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Ở tế bào nhân sơ chỉ có một loại ARN polymerase tham gia vào quá trình tổng hợp cho tất cả các loại ARN luôn. Còn ở tế bào nhân thực có 3 loại ARN polymerase tham gia vào tổng hợp tương ứng cho 3 loại ARN. Như vậy ở đây thầy nói đây là cái bảng so sánh quá trình dịch mã ở prokaryote và eukaryote. Vậy tại sao có ARN polymerase là cái gì? Không, quá trình dịch mã nãy giờ mình học đâu có ARN polymerase đâu. Vậy thì các bạn nhớ lại giúp thầy coi. ARN polymerase là enzyme xúc tác cho quá trình gì? ARN. Vậy thì rõ ràng là cái gì? Tổng hợp ARN đúng không? Như vậy đây là xúc tác cho quá trình phiên mã. Như vậy đang là cái bảng so sánh quá trình dịch mã thì nó phiên mã vào làm cái gì? Đó. Thì bài trước thầy có nói rồi. Phiên mã là một cái quá trình trung gian để chuẩn bị cho quá trình dịch mã thôi. Tức là nếu mà không cần tổng hợp protein, không cần dịch mã đó, thì quá trình dịch phiên mã nó cũng không có xảy ra làm gì hết. Không xảy ra làm gì cho nó mất công. Như vậy ha, như vậy phiên mã là quá trình trung gian, là một cái bước đệm để mà tiến hành dịch mã thôi. Do đó ở cái bảng so sánh quá trình dịch mã thầy thêm vào cái quá trình phiên mã vào luôn. Rồi nhắc lại ý này, ở tế bào nhân sơ chỉ một loại ARN polymerase tổng hợp cho tất cả các loại ARN. Các loại ARN thì mình có 3 loại chính là ARN thông tin, ARN vận chuyển và ARN ribosome đó. Còn ở tế bào nhân thực có 3 loại. Và thầy chỉ yêu cầu mình nhớ một loại thôi, ARN polymerase 2. Nó chịu trách nhiệm phiên mã để tổng hợp ra ARN thông tin. Rồi, ARN thông tin ở tế bào nhân sơ là ARN thông tin đa sít trong. Tức là trên một ARN thông tin trưởng thành ở tế bào nhân sơ, nó chứa thông tin của nhiều gen nối tiếp nhau. Tức là nhiều công thức làm bánh nối tiếp nhau. Còn tế bào nhân thực, một ARN thông tin đó, được chưa? Nó chỉ chứa thông tin của một gen thôi. Gọi nó là đơn sít trong. Ở tế bào nhân sơ, phiên mã và dịch mã nó có thể xảy ra đồng thời với nhau. Tại vì nó không có nhân á, nó không có cái mạng nhân, quá trình phiên mã và dịch mã đều xảy ra ở tế bào chất hết, do đó nó có thể xảy ra đồng thời. Còn ở tế bào nhân thực thì cái quá trình phiên mã dịch mã nó không thể xảy ra đồng thời được, tại vì phiên mã nó xảy ra ở trong nhân tế bào, còn dịch mã nó xảy ra ở tế bào chất. Hai vị trí khác nhau thì đâu thể nào xảy ra đồng thời. Ngoài ra còn một lý do nữa, ở tế bào nhân thực thì cái quá trình phiên mã đầu tiên á ha, nó chỉ tạo ra được ARN thông tin, nó chưa trưởng thành thôi, mình gọi nó là tiền ARN thông tin, mRNA đó. Sau đó nó phải trải qua cái quá trình biến đổi để nó chuyển đổi ARN thông tin, tức là tiền ARN thông tin nó thành ARN thông tin trưởng thành. Nó sẽ diễn ra hai giai đoạn như vậy. Do đó quá trình này nó không thể nào diễn ra đồng thời được. Rồi ARN thông tin trưởng thành ở tế bào nhân sơ á, thì nó không có cái 7-methyl guanosine ở đầu 5 phẩy. Còn ở tế bào nhân thực thì có. Axit amin đầu tiên của tế bào nhân sơ á, nó là methionine bị biến đổi. Biến đổi đây là gì? Là methionine nó gắn thêm cái nhóm phosmin vào, gọi là phosmin methionine.
Còn axit amin đầu tiên á không có bị biến đổi là đối với tế bào nhân thực đó nha, tức là methionine bình thường. Ribosome ở tế bào nhân sơ á thì các bạn nhớ giúp thầy, nó gồm hai tiểu đơn vị. Một tiểu đơn vị gọi là tiểu đơn vị nhỏ, kích thước nó là 30S, tiểu đơn vị lớn kích thước là 50S. Các bạn nhớ chỗ này giúp thầy thôi, còn bên đây các bạn khỏi cần nhớ cũng được, 40S, 60S khỏi cần nhớ. Thầy giới thiệu thêm các bạn một cái khái niệm về polysome, hay còn gọi là polyribosome. Vậy thì cái polysome hay là polyribosome này nè, nó hình thành để làm gì? Và nó là cái gì? Polysome là tập hợp các ribosome trên cùng một phân tử ARN thông tin để mà thực hiện các quá trình dịch mã. Tức là trên một cái sợi ARN thông tin này nè, cùng một lúc người ta thấy nó có thể có nhiều cái ribosome, nhiều cái ribosome nó tới nó tiến hành nó dịch mã luôn. Vì mục đích hình thành cái polysome này để làm gì? Là để tổng hợp được nhiều chuỗi polypeptide hơn, tức là tổng hợp ra nhiều protein hơn. Khi nhu cầu cơ thể của mình nó rất là nhiều, rất là cao đó, nhu cầu cao như vậy thì để tăng tốc độ tổng hợp protein, thì trên cùng một cái sợi khuôn ARN thông tin, nhiều ribosome nó tới nó tiến hành dịch mã luôn. Ribosome thứ nhất nó tới nó bám vào đầu 5', nó dịch mã đứng khúc rồi, thì cái đầu 5' nó lại chống đúng không? Thì ribosome thứ hai nó lại tiếp tục nó bám vào và nó lại dịch mã tiếp, rồi ribosome thứ ba nó lại tiếp tục nó bám vào, nó lại dịch mã tiếp. Như vậy nó sẽ tăng tốc độ tổng hợp cái protein hơn. Và đương nhiên là các cái mỗi ribosome này nè nó tổng hợp ra một phân tử protein, cho nhiều ribosome tổng hợp ra nhiều phân tử protein, và các phân tử protein này nè có trình tự các axit amin là hoàn toàn giống nhau, chẳng là hoàn toàn giống nhau, tại vì nó cùng dịch ở trên một cái khuôn mẫu thôi, do đó trình tự axit amin nó phải giống nhau. Tiếp theo đó là cải biến sau dịch mã. Protein sau dịch mã phải được biến đổi để trở thành dạng hoạt động. Thì thầy giải thích câu này cho các bạn nha. Protein mới vừa được tổng hợp xong, tức là mới vừa tổng hợp xong thì nó là ở dạng cấu trúc bậc 1, tức là chuỗi polypeptide đó, nó chỉ đơn giản là các cái axit amin nó nối với nhau bằng liên kết peptide thôi, chỉ đơn giản là một mạch thẳng như vậy. Và ở cái cấu trúc bậc 1, cấu trúc đơn giản như vậy đó thì nó chưa thể hiện được hoạt tính, chưa thể hiện được hoạt tính của cái protein. Nó phải trải qua các cái biến đổi để nó thành các cái cấu trúc bậc cao hơn và nó mới thực hiện được cái hoạt tính. Thì protein đó người ta thấy nó có bốn cái cấu trúc, bốn cái bậc cấu trúc. Cấu trúc bậc 1, cấu trúc bậc 2, cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4. Như vậy bậc 1 thầy mới vừa nói xong, nó chỉ đơn giản là một cái chuỗi polypeptide. Các axit amin nó chỉ nối với nhau bằng liên kết peptide, nó dạng mạch thẳng như vậy thôi. Rồi, để nó trở thành một cái dạng hoạt động, nó cần phải trải qua nhiều cái biến đổi để nó trở thành cái protein cấu trúc bậc cao hơn. Cụ thể là nó phải chuyển lên thành cấu trúc bậc 3 và bậc 4 á, thì nó mới có thể hiện được cái hoạt tính, thể hiện được chức năng của nó. Rồi, cấu trúc bậc 1 là mạch thẳng đơn giản vậy rồi. Cấu trúc bậc 2 là cấu trúc bậc 1, nó biến đổi, nó gấp lại, nó gấp lại trong mặt phẳng luôn, thì nó là cấu trúc bậc 2. Còn cấu trúc bậc 3 á, là nó hình thành một cái cấu trúc trong không gian, từ cấu trúc bậc 2 nó tiến hóa để nó gấp cuộn lại thành một cái hình dạng trong không gian luôn, thì nó là cấu trúc bậc 3. Còn cấu trúc bậc 4 là gì? Là nhiều cái cấu trúc bậc 3, nhiều cấu trúc bậc 3 nó có thể kết hợp lại với nhau để nó hình thành một cấu trúc phức tạp hơn, gọi là cấu trúc bậc 4, để nó thực hiện được chức năng. Thì các cái biến đổi nó rất là nhiều nha các bạn, thầy cũng không yêu cầu các bạn mình nhớ hết đâu. Ở đây thầy liệt kê ra một số cái biến đổi thôi. Mục đích của các biến đổi này để làm gì? Để làm cho protein ở cấu trúc bậc 1 nó tiến hóa thành cấu trúc bậc 2, rồi nó thành cấu trúc bậc 3, bậc 4 để nó thực hiện được chức năng. Nhưng các biến đổi là gì thì ví dụ nha, có thể là loại bỏ một vài axit amin đầu tiên, rồi loại bỏ gốc formin của protein, có thể gắn thêm vào cái chuỗi polypeptide đó, gắn thêm vài cái chuỗi đường, vài phân tử đường, rồi cũng có thể là gắn vào vài cái gốc phosphate, rồi cũng có thể là hình thành liên kết disulfide giữa các cái polypeptide. Rồi, nói chung có nhiều biến đổi lắm ha, cái này các bạn cũng không cần phải nhớ hết đâu. Đó, biến đổi ha, để từ cấu trúc bậc đơn giản thành cái cấu trúc bậc cao hơn và nó thực hiện cái chức năng, nó thể hiện cái hoạt tính của nó. Rồi, mình qua một cái phần nhỏ, cuối của cái bài, đó chính là cái quá trình điều hòa phiên mã.
Vậy thì có một cái câu hỏi đặt ra nè, làm cách nào để protein chỉ được tổng hợp khi cần đến? Tức là ADN của mình nó lưu giữ thông tin di truyền rồi, nó có các cái gen rồi, nhưng mà không phải gen nó lúc nào nó cũng được phiên mã, nó cũng được dịch mã. Nếu mà quá trình phiên mã dịch mã nó cứ xảy ra liên tục á, vậy thì cái tế bào mình làm sao mà đủ năng lượng cung cấp cho nó được. Như vậy tế bào của mình sẽ dần dần bị chết đi. Vậy thì phải có một cái cơ chế nào đó, khi nào mà cần thì cái quá trình phiên mã rồi dịch mã nó mới được xảy ra, tức là quá trình tổng hợp protein đó nó được xảy ra. Còn khi nào không cần thì cái quá trình phiên mã dịch mã nó không xảy ra. Và người ta nghiên cứu, người ta phải tìm hiểu để làm sao giải thích được cái sự hợp lý đó. Khi nào cần thì mới cho phép phiên mã dịch mã xảy ra, còn khi nào không cần thì quá trình phiên mã dịch mã nó không xảy ra. Như vậy để hiểu được cái cơ chế này nè, thì các bạn cần phải biết là trên cái ADN của mình đó, để tham gia vào một cái quá trình phiên mã, thì nó sẽ nguyên một cái vùng ở trên ADN nó tham gia vào quá trình phiên mã đó, và cái vùng ở đó gọi là các operon. Operon hay còn gọi là một cái đơn vị phiên mã đó. Tới đây các bạn chịu khó tưởng tượng giúp thầy nha. ADN nó sẽ chứa các cái gen. ADN của mình là sợi kép đó nha. Nhớ lại bài 1 bài sao chép. ADN nó sẽ chứa thông tin di truyền, nó chứa các cái gen ở trên đó. Đó là sợi kép. Ở tế bào người mình đi, nó có tới 30 cho tới 50 ngàn gen như vậy, nó nằm ở trên ADN. Rồi, để tham gia vào quá trình phiên mã tức là quá trình tổng hợp ARN đó, thì không phải là toàn bộ phân tử ADN nó tham gia vào quá trình phiên mã đâu, nó chỉ là một đoạn ở trên ADN thôi nó tham gia vào quá trình phiên mã. Một cái đoạn ở trên ADN mà tham gia vào một quá trình phiên mã để tạo ra được một phân tử ARN, mình gọi nó là một cái operon. Như vậy trên ADN, phân tử ADN của mình nó dài gần 2 mét như vậy đó, nó sẽ có rất nhiều operon nha. Một operon tức là một cái đoạn ở trên ADN tham gia vào một quá trình phiên mã để mà tạo ra được một phân tử ARN thông tin, gọi nó là một cái operon. Như vậy một operon như vậy đó nó sẽ gồm cái thành phần gì? Nó gồm 3 phần. Phần thứ nhất là promoter, phần thứ hai là operator, phần thứ ba là gen. Ở đây thầy sẽ đọc là operator nha các bạn, để các bạn phân biệt được, cái là viết là chữ E, cái viết là chữ O thôi. Thật ra đọc tiếng Anh nó đều là tơ hết. Nhưng mà thầy sẽ đọc nha, promoter, operator với lại gen. Như vậy vai trò của các thành phần trên operon này là cái gì? Thì đưa các bạn đã biết được hai thành phần rồi đúng không? Một là promoter. Hai là các cái gen rồi. Promoter là cái nơi để gắn ARN polymerase bắt đầu quá trình phiên mã. Còn các cái gen là đóng vai trò khuôn mẫu để mà tổng hợp cái ARN. Các bạn nhớ là bài phiên mã giúp thầy nha. Thì đầu tiên phiên mã xảy ra khi nào? Thì khi mà ARN polymerase nó gắn được vào promoter thì quá trình phiên mã nó sẽ xảy ra. Nó xảy ra có nghĩa là sao? Nó xảy ra có nghĩa là hai cái mạch trên ADN này nè sẽ được tách ra, trong đó có một mạch làm khuôn. Được chưa? Mạch làm khuôn này nó có vai trò gì? Nó sẽ xác định được cái nucleotide trên ARN thông tin đó, nó là cái gì, và nó xác định theo nguyên tắc bổ sung đó. Hôm nay chúng ta học thêm một cái phần nữa cũng tham gia vào quá trình phiên mã này nữa mà hôm trước chưa nói, đó chính là operator. Thì operator này nè chính là cái nơi để gắn cái protein điều hòa. Protein điều hòa ở đâu ra các bạn không cần quan tâm, các bạn chỉ cần biết là trong tế bào nó có sẵn protein điều hòa này rồi. Protein điều hòa này nó sẽ tới, nó gắn vào operator. Khi nó gắn vào operator thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một á, là nó gắn vào, nó cản trở quá trình phiên mã này xảy ra, tức là nó không cho phép phiên mã xảy ra, tức là dịch mã nó cũng sẽ không xảy ra được đó. Vai trò thứ hai là protein điều hòa này nó cũng gắn vào operator, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình phiên mã này nó sẽ xảy ra dễ dàng hơn. Cái trường hợp thứ nhất, nếu protein điều hòa này nè, nó gắn vào operator
và nó cản trở không cho quá trình phiên mã này nó xảy ra, thì mình gọi là protein điều hòa này nó có chức năng ức chế, gọi là protein ức chế. Cái vai trò thứ hai protein điều hòa này, tức là trường hợp thứ hai đó, protein điều hòa nó gắn vào nó hỗ trợ cho quá trình phiên mã này nó xảy ra dễ dàng hơn, gọi là cái protein này nó có chức năng là hỗ trợ, có chức năng hoạt hóa quá trình phiên mã. Rồi thì cái nghiên cứu về điều hòa cái quá trình phiên mã, quá trình dịch mã này nè, người ta sẽ nghiên cứu chủ yếu trên con E. coli. Thì trên con E. coli người ta nghiên cứu thấy nó có khoảng là 75 operon, tức là 75 cái đơn vị phiên mã. Sẽ 75 đơn vị này nè, nó sẽ kiểm soát cái việc phiên mã dịch mã của 250 gen. Rồi, ở đây thầy có một ví dụ về cái lắc operon. Lắc operon. Vậy thì lắc operon là gì? Là cái đơn vị phiên mã. Là đơn vị phiên mã. Operon là đơn vị phiên mã, các bạn biết rồi. Vậy lắc operon là gì? Lắc này là viết tắt của từ lactose, cái đường lactose các bạn. Vậy thì con E. coli này nè, nó muốn sử dụng được đường lactose này để cung cấp năng lượng cho nó đó, thì nó cần phải tiết ra các cái enzyme cần thiết để mà tiêu hóa được cái đường lactose này. Và người ta thấy ở con E. coli đó, khi nào mà môi trường nó có lactose thì các cái enzyme cần thiết cho việc sử dụng lactose nó mới được tiết ra. Còn khi nào không có lactose thì các cái enzyme đó, các cái enzyme tức là các cái protein, enzyme là protein nha các bạn phải biết được này, enzyme bản chất của nó là protein đó. Vậy thì khi nào mà không có lactose này thì các cái enzyme, các cái protein cần thiết cho việc sử dụng lactose nè, nó không được tiết ra. Nhờ, các bạn thấy được sự hợp lý nó chưa? Không phải là các cái enzyme cần thiết cho việc sử dụng lactose này là nó luôn luôn được tiết ra sẵn đâu. Không phải luôn luôn được tiết ra sẵn. Mà chỉ khi nào môi trường nó có lactose thì các enzyme, các protein cần thiết cho việc sử dụng đường lactose này nè, nó mới được tiết ra. Và điều khiển cái quá trình tổng hợp các cái enzyme, các cái protein cần thiết cho việc sử dụng đường lactose này nè. Nó sẽ được giải thích dựa trên cái mô hình lắc operon. Như vậy lắc operon là gì? Operon là một đơn vị phiên mã. Đơn vị phiên mã nó chứa trình tự các cái gen mã hóa cho các cái protein cần thiết cho việc sử dụng đường lactose. Mình gọi nó là lắc operon. Cho thầy nhắc lại nha. Lắc operon là cái gì? Là một cái đơn vị phiên mã. Đơn vị phiên mã đương nhiên là nằm trên ADN rồi nha. Rồi, đơn vị phiên mã này có gì đặc biệt? Nó chứa các cái trình tự của các cái gen mã hóa cho các cái protein cần thiết cho việc sử dụng đường lactose. Mình gọi nó là lắc operon. Lắc là viết tắt của lactose. Operon là đơn vị phiên mã. Như vậy cụ thể các bạn nhìn mô hình nè, trên cái sợi ADN của mình nó rất là dài. Nó sẽ có một cái vùng gọi là lắc operon. Lắc operon. Vùng. Vậy vùng lắc operon này nó có cấu tạo như thế nào? Thì cấu tạo chung của operon các bạn biết rồi, nó có promoter, nó có operator và nó có các cái gen. Các cái gen này nó có thể là 1 gen, 2 gen, 3 gen, 4 gen gì đó thì tùy nha. Cụ thể, ví dụ ở lắc operon nó là 3 cái gen. Vậy thì vai trò của nó là cái gì đây? Operon nó có 3 phần, một phần là promoter, cái vùng đỏ đỏ nè. Cái phần tiếp theo là operator, cái phần thứ ba là các cái gen. Vai trò các thành phần này là gì? Promoter là cái nơi để mà ARN polymerase nó nhận diện, nó gắn vào, nó khởi động quá trình phiên mã. Rồi. Operator là cái vai trò gì? Là cái nơi để protein điều hòa nó gắn vào để mà nó điều hòa, điều khiển quá trình phiên mã. Các cái gen này nó có vai trò gì? Các cái gen này nó vai trò là khuôn mẫu để tổng hợp ARN thông tin. Và quá trình này nó diễn ra như thế nào? Rồi. Khi mà không có đường lactose, thì protein điều hòa nó đóng vai trò là chất ức chế. Protein điều hòa này nó mới làm cái gì? Nó gắn vào operator. Và khi protein điều hòa này nó gắn vào operator như vậy đó thì sao?
thì ARN polymerase này nè, nó sẽ bị cản trở về mặt không gian. Nó không gắn được vào promoter. Nó không gắn được vào promoter thì quá trình phiên mã nó không xảy ra. Mà phiên mã không xảy ra thì đương nhiên dịch mã nó không xảy ra được. Mà dịch mã không xảy ra được có nghĩa là không có tiết ra các cái enzyme cần thiết cho việc sử dụng lactone. Được chưa? Thầy nhắc lại nha. Bình thường khi môi trường không có đường lactone, protein điều hòa gắn vào operator cản trở không cho ARN polymerase gắn vào promoter. Do đó quá trình phiên mã, dịch mã không xảy ra được. Kết quả là protein cần thiết cho việc sử dụng lacto không được tiết ra. Rồi các bạn thấy sự hợp lý chưa? Cái đầu tiên không có lacto, kết quả là không có phiên mã, dịch mã xảy ra, không tiết protein. Như vậy tiếp theo trường hợp thứ hai, khi môi trường mà nó có đường lacto thì sao? Chính một vài phân tử đường lacto này nè, nó mới gắn vào cái protein điều hòa. Quay lại hình trước nha. Đây, protein điều hòa này nè, nhiệm vụ ban đầu của nó là gắn vào operator cản trở không cho ARN polymerase tiến hành quá trình phiên mã. Nhưng mà khi có đường lacto thì lacto nó mới gắn vào cái protein điều hòa này nè, làm cho protein điều hòa này nó bị thay đổi về mặt cấu trúc, về mặt cấu hình không gian. Do nó không còn gắn được vào operator nữa, nó sẽ bị tách ra ngoài. Khi nó tách ra ngoài rồi, nó không còn cản trở được ARN polymerase, thì ARN polymerase nó tới nó gắn được vào promoter, và quá trình phiên mã, dịch mã nó xảy ra được. Tức là protein cần thiết cho việc sử dụng đường lacto này nè, nó sẽ được tiết ra. Được chưa? Đó, thầy nói lại nha. Khi có đường lacto, lacto này nó sẽ gắn vào protein điều hòa. Protein điều hòa này sau khi gắn với lacto á, thì nó sẽ bị biến đổi, thay đổi cấu hình, nó không còn gắn được vào operator nữa. Không gắn được vào operator thì nó đâu còn cản trở gì nữa đâu. Thì ARN polymerase nó gắn được vào promoter và nó tiến hành phiên mã. Phiên mã xong rồi thì dịch mã nó sẽ xảy ra, tức là các cái protein này nè, do các cái gen này nó mã hóa nè, nó sẽ được tổng hợp. Nó tổng hợp. Thì protein này có vai trò gì? Có vai trò là sử dụng đường lacto một cách hiệu quả để cung cấp năng lượng cho tế bào. Như vậy tóm lại quy trình là gì? Có đường lacto, protein nó được tổng hợp, tức là quá trình phiên mã, dịch mã có xảy ra. Như vậy, đây chính là cái cách mình giải thích cái sự điều hòa quá trình phiên mã, dịch mã. Tức là khi nào cần thì quá trình phiên mã, dịch mã nó mới xảy ra, chứ không phải lúc nào nó cũng xảy ra. Như vậy nó sẽ rất là tốn năng lượng. Quá trình phiên mã, dịch mã xảy ra như thế này nè, rất là tốn năng lượng. Như vậy tế bào nó sẽ thiếu năng lượng và nó chết. Như vậy phải có một cái cơ chế điều hòa, khi nào cần á thì cái quá trình phiên mã, dịch mã này nó mới xảy ra, còn khi nào không cần thì thôi. Thầy nói lại một lần trước khi kết thúc bài. Khi không có đường lacto, protein điều hòa gắn vào operator cản trở cái gì? Nó sẽ gây cản trở, nó không cho ARN polymerase gắn vào promoter. Do đó quá trình phiên mã không xảy ra được. Phiên mã không xảy ra được thì dịch mã không xảy ra được. Do đó các cái protein cần thiết cho việc sử dụng đường lacto này nè, nó không được tiết ra, nó không được tổng hợp. Vậy tóm lại là khi không có lacto, protein nó không được tổng hợp, không được tiết ra. Khi có lacto thì một vài phân tử lacto á, nó mới gắn vào protein điều hòa. Nó làm cho protein điều hòa này nó bị thay đổi cấu hình. Nó không còn gắn được vào operator nữa. Không gắn vào operator được nữa thì lúc đó nó không có còn gây cản trở gì được hết. Lúc đó ARN polymerase nó gắn được vào promoter và quá trình phiên mã nó sẽ xảy ra được. Phiên mã xảy ra được thì dịch mã nó sẽ xảy ra, tức là protein cần thiết cho việc sử dụng đường lacto này nè, nó sẽ được tiết ra. Tóm lại quá trình là khi có lacto, các cái protein cần thiết cho việc sử dụng đường lacto sẽ được tiết ra. Như vậy tóm lại bài này á, nó sẽ có hai nội dung chính nha, các bạn nhớ giúp thầy. Tại vì kiểm tra 30% á, là mình kiểm tra giữa kỳ á, mình sẽ có 3 bài nha. 3 bài đầu tiên tức là bài sao chép ADN, bài phiên mã và bài dịch mã. Dịch mã thì nó có thêm một cái phần điều hòa biểu hiện của gen này nè. Bạn nhớ hai bài trước thầy nói rồi, thì bài này á, thầy tóm lại nó chỉ có hai ý chính thôi. Một á là cái quá trình
Một á, là cái quá trình tổng hợp protein, tức là tổng hợp chuỗi polypeptide đó, thì các bạn nhớ lại kỹ giúp thầy. Ai tổng hợp? Ribosome đúng không? Ribosome á, nó có mấy, nó có cấu tạo như thế nào? Tiểu đơn vị lớn, tiểu đơn vị nhỏ, vai trò của từng tiểu đơn vị là gì? Rồi quá trình dịch mã nó sẽ diễn ra như thế nào? Nó bắt đầu khi nào? Nó kéo dài như thế nào? Và nó kết thúc như thế nào? Đó là tóm lại quá trình dịch mã. Và một phần thứ hai là cái phần điều hòa cái sự biểu hiện của gen ha, tức là sao? Tức là khi nào mà protein á, nó sẽ được tổng hợp, chỉ tổng hợp khi cần thôi. Ở đây á, thì nó sẽ có nhiều ví dụ lắm, nhưng bài này thầy chỉ nêu một ví dụ về lắc operon cho các bạn thôi, và các bạn nhớ cái đó để mà mình kiểm tra giữa kỳ. Nhớ operon thì nó gồm 3 thành phần, 3 vị trí là promoter, operator và các cái gen. Promoter là cái nơi để gắn ARN polymerase để khởi động quá trình phiên mã. Phiên mã xong thì đương nhiên dịch mã nó xảy ra dễ dàng thôi. Operator là cái nơi để mà protein điều hòa nó gắn vào. Nó gắn vào thì nó cho phép quá trình phiên mã xảy ra hay là không cho phép. Còn các cái gen á, các cái gen là cái khuôn mẫu để cho quá trình phiên mã nó xảy ra. Rồi, tóm lại bài này mình dừng ở đây ha. Rồi, chào các bạn.